Xin chào tất cả các em sinh thân mến. Chào mừng các em đã quay trở lại phần hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa hóa học lớp 9. Cô là Thùy Dương, giáo viên của học 247. Và hôm nay cô muốn hướng dẫn cho các em các bài tập trong sách giáo khoa phần bài chất béo. Và mình đi vô từng bài tập cụ thể các em nhé. Bài tập số 1 là một câu trắc nghiệm. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau. A nhỏ. A. Dầu ăn là este. B. Dầu ăn là este của glycerol. C. Dầu ăn là một este của glycerol và axit béo. D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glycerol và các axit béo. Như vậy mình dễ dàng chọn được đáp án là đáp án D. Dầu ăn là một cái hỗn hợp nhiều este của glycerol và các axit béo. Đây là một cái khái niệm cơ bản thôi, mình chọn đáp án D các em nhé. Bài tập số 2, hoàn thành các câu sau đây bằng cách đặt những cái từ thích hợp vào trong cái chỗ trống, chỗ trên chấm chấm này. Và mình có ba cái đoạn là A, B và C. Ý A, chất béo không tan trong nước nhưng mà lại tan trong benzen và dầu hỏa. Ý B, phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm tạo ra glycerol và các muối của axit béo. Chữ glycerol này có biết sai nhé, glycerol. Em sửa lại dùm cô nhé. Thank you. Câu C, phản ứng của chất béo trong nước phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng thủy phân nhưng không phải là phản ứng xà phòng hóa. Em đọc lên trên cái nội dung câu B. Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thủy phân của este trong môi trường kiềm. Mà ở ý C người ta đang nói đến trong cái môi trường axit. Như vậy ở đây các em thấy đã có sự trái ngược. Như vậy chúng ta sẽ điền từ thủy phân và xà phòng hóa. Bài tập số 3, hãy chọn những phương pháp có thể làm sạch vết dầu ăn dính vào quần áo. Chúng ta có các cái phương pháp như sau: sử dụng nước, xà phòng, cồn 96 độ, cồn 96 độ các em, giấm, xăng. Thì bây giờ cô sẽ nói cho các em biết là các em có thể sử dụng các phương pháp B, C và E. Tức là mình sử dụng xà phòng, cồn 96 độ và xăng. Vì sao? Vì xà phòng, cồn 96 độ và xăng đều là những cái chất không phân cực nên nó sẽ hòa tan được trong những cái chất không phân cực và dầu ăn. Khi mà nó cùng chung một cái bản chất á, dầu ăn là cái chất không phân cực, do đó nó sẽ tan trong cái dung môi không phân cực. Còn nước thì nó sẽ không có hòa tan dầu ăn. Nói thì nói vậy thôi nha, mình sẽ sử dụng một ít thôi. Mình sử dụng ít và mình chủ yếu là mình chà lên trên cái chỗ mà bị dính dầu ăn thôi. Còn kem mà dùng xăng mà kem ngâm hẳn cái áo và cái quần vô thì thôi bỏ luôn nhé. Nhá. Còn giấm ăn á thì tuy là hòa tan được dầu ăn nhưng mà nó phá hủy đi quần áo. Kem biết giấm. Giấm là axit acetic với cái nồng độ là từ 2-5% á. Mà cái gì nó dính với axit á thì nó cũng sẽ gây mục quần áo và nó sẽ phá hủy đi quần áo của mình, nhanh rách, nhanh mục. Giờ mình tiếp tục với bài tập số 4. Nội dung như sau: để thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo, người ta cần vừa đủ 1,2 kg NaOH, thu được 0,368 kg glycerol và m kg hỗn hợp muối của các axit béo. Đề bài yêu cầu mình hai ý. Một là tính cái giá trị m, chính là cái khối lượng của hỗn hợp muối các axit béo đó. Ý B, tính khối lượng xà phòng bắn có thể thu được từ m kg hỗn hợp các muối trên. Biết là muối của các axit béo thì chiếm 60% khối lượng xà phòng. Các em thấy ở đây người ta cho có đúng một phản ứng là phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường bazơ, và cho mình rất là nhiều dữ kiện.
8,58 kg chất béo này, 1,2 kg NaOH là natri hydroxit á, 0,368 kg glycerol. Như vậy trên cùng một cái phương trình mà người ta đã cho mình ba chất rồi, vậy mình có tìm được cái khối lượng hỗn hợp muối không? Chúng ta tìm được nhé. Giờ cô sẽ sửa cho các em câu A. Phản ứng thủy phân chất béo bằng kiềm, hay người ta còn gọi đó là phản ứng xà phòng hóa. Cô viết cái phương trình dạng chữ như sau. Phương trình dạng chữ thì các em đã được học ở chương trình hóa học lớp 8 rồi ha. Vì mình không biết cái hỗn hợp muối natri này là cái hỗn hợp muối nào này, nên mình ghi bằng phương trình chữ rất là tiện. Chất béo mà cộng với natri hydroxit sẽ tạo được glycerol và hỗn hợp muối natri. Và cô áp dụng cái định luật bảo toàn khối lượng. Cái định luật bảo toàn khối lượng người ta nói gì? Người ta nói là tổng cái khối lượng ở trước phản ứng bằng tổng cái khối lượng ở phía sau phản ứng. Như vậy cô sẽ có được cái khối lượng của chất béo cộng với khối lượng của natri hydroxit bằng khối lượng của glycerol cộng với lại khối lượng của hỗn hợp muối natri. Và bây giờ cô cần tính cái khối lượng hỗn hợp muối natri, thì cô sẽ lấy tổng cái khối lượng của chất béo và natri hydroxit này, cô trừ đi khối lượng glycerol. Mà các cái dữ liệu này thì bà cho chưa? Bà cho rồi ha. Cô viết tắt lại là muối thôi, không có ghi hỗn hợp muối của natri nữa, nó hơi dài. M của muối bằng M chất béo cộng M NaOH trừ đi khối lượng của glycerol. Cô cần lượt đưa các giá trị 8,58, 1,2, 0,368. Và cô có được giá trị M muối bằng 9,412 kg. Dễ chưa? Ý B. Tính khối lượng xà phòng bắn có thể thu được từ M gam hỗn hợp các muối trên. M mình tính được chưa? Là 9,412 kg. Biết muối của các axit béo này chiếm 60% khối lượng của xà phòng. Như vậy mình sẽ gọi khối lượng của xà phòng thu được sẽ là x kg. Mình có 9,412 kg thì nó chiếm 60% khối lượng xà phòng. Đây, chiếm 60% khối lượng xà phòng. Như vậy bây giờ mình tính khối lượng xà phòng thì nó phải là chiếm 100%. Như vậy cô có được khối lượng xà phòng bắn thu được sẽ là 9,412 nhân cho 100 và chia cho 60. Mình nhân chéo chia ngang thì mình có được giá trị x bằng 15,69 kg. Và thật nhanh thì bài giảng về phần chất béo của cô đến đây là kết thúc mất rồi. Bài tập của mình khá ít đúng không nào? Mình hy vọng là các em đã hiểu bài và chúc các em học thật là tốt, đạt được kết quả cao trong các kỳ thi tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các em đã xem video hướng dẫn giải bài tập của học 247. Hy vọng rằng các em sẽ ôn tập được kiến thức và nắm vững phương pháp giải các bài tập mà thầy cô đã hướng dẫn. Và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video hướng dẫn giải bài tập từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh học 247 nhé.